học sinh gắn bó, mình thương các em lắm. Cái dù ở trong đây là mẹ Hương lo cho tất cả ăn uống, ngủ nghỉ, quần áo, không thiếu gì hết. Nhưng mà bù lại là mình không có, là thiếu với tình cảm của gia đình. Thành thử mình vô mình thấy rất là thương, rất là tội. Thành thử mình muốn làm sao là ra có, nó có, nhưng mà mình tất cả để muốn học sinh mình tốt đẹp hơn. Cảm ơn các em đã theo dõi và hẹn gặp lại.
mỗi lần đến dạy các em ở đây thì rất là vui. Đã, rất là vui là tại vì là mình tháo góp được một cái gì đấy cho các em, cho trung tâm. Và đặc biệt hơn nữa là khi mình lao động, mình làm việc, mình có được cái niềm vui, mình cảm thấy được cái giá trị của con người mình, là mình giúp, mặc dù là mình có khiếm khuyết nhưng mà mình vẫn được làm việc và được cống hiến, thì đó là niềm vui nhất của em. Em được làm việc ở đây và cũng như là rất là tốt. Em thấy mẹ Hương là người như thế nào? Dạ, mẹ Hương thì là một người, cũng như mình nhìn bình thường thì cũng là một người bình thường thôi. Nhưng mà như em chẳng hạn, em ở đây từ năm 2004 thì tiếp xúc với mẹ Hương cũng mười mấy năm rồi. Thì trong gia đình thì cũng như người mẹ thì em thì cũng như người con trong gia đình vậy. Thì mẹ Hương luôn luôn lắng nghe. Dạ, là luôn luôn lắng nghe và rất là tâm lý, rất là tâm lý là hiểu được các em, các con cần cái gì và định hướng cho từng em từng khả năng một. Cho nên là cùng em ngày trước ở đây thì khuyết tật thì rất là đông, nhưng mà bây giờ cũng trưởng thành hết rồi thì cũng có những người đi làm ngành này với người đi làm nghề kia thì đều cũng có cái sự hướng dẫn của trung tâm, đặc biệt là mình hơi định hướng. Cho nên là rất là nhiều người nói thành đạt thì cũng không biết có đúng chưa, nhưng mà để lo cho cuộc sống của mình thì gần như ai cũng làm được điều đó. Và cảm thấy tự hào không? Dạ, rất là tự hào, tại vì tự hào là bây giờ, ngày trước thì một số người kiếm thị cũng như khuyết tật ở trong trung tâm này bây giờ về với cộng đồng, rồi về các cái hội ở các cái tỉnh, nhưng mà luôn luôn anh em trong trung tâm nhân đạo quê hương này, em cảm thấy có một cái màu sắc gì của trung tâm quê hương mà nó không lẫn đi đâu được, cho nên là rất là tự hào khi mà làm người con của trung tâm nhân đạo quê hương. Bản thân phải phấn đấu thì cái phấn đấu thì đối với người khuyết tật ấy, thì phấn đấu nhiều lắm. Phấn đấu thứ nhất là mình phải luôn luôn không bao giờ có sự mặc cảm, và cái phấn đấu thứ hai đó chính là những cái gì mình đã nhận được rồi thì mình phải phấn đấu để xứng đáng với những cái điều mình đã nhận được, và với những cái niềm tin mà trung tâm cũng như các quý vị ân nhân tới đây đóng góp công sức tiền của rồi là rất là nhiều cách, thì bản thân em cũng như các em của mình thì cũng phải cố gắng với cái sự yêu thương mà mọi người đã dành cho trung tâm như nào cũng như vậy. So sánh 2004 cho đến bây giờ thì em thấy cái trung tâm này phát triển như thế nào? 2004 đến bây giờ thì thay đổi nhiều lắm. Ví dụ như là lâu lâu có một số các cái anh em mà ngày trước ở đây bây giờ cũng về với gia đình rồi cũng đi làm việc quay lại đây. Ví dụ như người sáng mắt thì thấy cái sự đổi thay là cái ngôi nhà nó khác, rồi là các em nó cũng lớn hơn nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt với người kiếm thị thì không có đi được nữa, tại vì cái con đường mà ngày trước ấy, người kiếm thị thì đi nó theo một cái thói quen, thì cái con đường ngày trước bây giờ nó thay đổi nhiều quá, trung tâm cũng mọc thêm nhiều ngôi nhà mới, nhiều cái nơi để các em tụ tập hơn, thì người kiếm thị đi thì rất là khó, tại vì là mình nó sẽ có sự thay đổi rồi, thì lại phải nhờ các cái em nhỏ ở đây dần dẫn đi, rồi là có những cái chỗ mới thì mình lại phải tìm hiểu thêm, thì mỗi một lần quay lại trung tâm thì ai cũng đều nhận ra là trung tâm khác hơn, trung tâm có nhiều sự thay đổi hơn, các em lớn hơn, rồi bản thân mẹ Hương thì cũng thấy là có tuổi hơn, cũng không sức khỏe cũng còn như ngày xưa nữa, nói chung là nó cũng thay đổi theo thời gian, và hy vọng cái sự thay đổi đó thì rất là vui, là vì nó theo cũng rất là tốt đẹp. Ở đây em cũng mong muốn xã hội chung tay nhiều hơn để giúp các em còn nhỏ. Dạ, nói chung là như có thể là các quý vị ân nhân cũng tới trung tâm này cũng biết rồi, thì hoặc là quý vị chưa tới thì cũng tới một lần cho biết. Thì ví dụ như trong gia đình mình ấy, mà nuôi một hai người con cũng đã rất là vất vả, mà trong trung tâm cả trăm em mà đều là trẻ mồ côi, thì cái sự khó khăn thì đương nhiên là nó rất là khó khăn rồi. Thì cái mong muốn của em cũng như của tất cả những người mà làm trong trung tâm này thì đều mong muốn là tất cả xã hội cũng như những người có lòng hảo tâm thì cùng cái chung tay để xây dựng cái trung tâm này. Có rất nhiều người tới đây mặc dù người ta không có đóng góp gì về kinh tế, về tiền bạc, nhưng mà họ mang lại cái niềm vui tinh thần cho các em. Hoặc là cũng có rất nhiều người là người ta không có giàu có, nhưng mà bằng cái sự tấm lòng của người ta, người ta cho đi tất cả những cái gì mà người ta có, thì cái đó là điều rất là đáng quý. Thì trong trung tâm nhân đạo quê hương thì luôn luôn lúc nào cũng cần những cái sự giúp đỡ của mọi người,
để có cái được cái trung tâm như ngày hôm nay thì tất cả mọi sự đều là do quý vị nhân dân mang lại. Thì em mong muốn là các quý vị nhân dân đã góp công góp sức để gây dựng cái trung tâm như thế này rồi, thì sẽ tiếp tục cố gắng đồng hành để cho cái trung tâm mình nó đã hoạt động rồi thì cho nó tiếp tục hoạt động và ngày càng tốt đẹp hơn, để sau này các em trẻ mồ côi ở đây cũng lớn lên có một gia đình lớn như thế này và có sự giúp đỡ của trung tâm cũng như của mọi người.